Chào mừng các bạn đã đến với kênh Bara, nơi chia sẻ những tips sử dụng luật hấp dẫn, thiền và chữa lành. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh và cập nhật nhiều video khác nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Nâng cao sự rung động của bạn có lẽ là một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm về mặt tinh thần và năng lượng. Quá trình nâng cao độ rung động của bạn khá đơn giản. Bạn xem xét các cách làm giảm năng lượng rung động thấp bên trong bạn, cảm xúc tiêu cực, suy nghĩ, vân vân, và xung quanh bạn. Tránh môi trường dày đặc năng lượng, chỉ ăn thực phẩm bổ dưỡng lành mạnh, sử dụng các sản phẩm làm đẹp hữu cơ, vân vân. Nhưng tại sao nó lại quan trọng như vậy để nâng cao sự rung động của bạn? 10 lý do để tăng tần số rung động của bạn. 1. Xóa năng lượng tiêu cực. Khi bạn nâng cao độ rung động của mình, bạn tạo ra một môi trường tràn đầy năng lượng nơi mật độ thấp, năng lượng rung động thấp không thể có và hoạt động. Mật độ thấp và năng lượng rung động có thể là cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực, chấp trước, ấn, thực thể và thậm chí là bùa chú và lời nguyền. Đây có lẽ là một trong những lợi thế quan trọng nhất của việc nâng cao độ rung động của bạn, vì năng lượng rung động thấp không còn là một phần thực tế của bạn nữa. 2. Tăng sức sống, hạnh phúc và trọn vẹn. Khi năng lượng rung động thấp giảm và bạn tăng năng lượng tích cực rung động cao, kết quả của điều này là bạn cảm thấy tỉnh táo, sống động và tập trung hơn. Bạn có xu hướng thấy rằng điều này làm tăng cảm giác hạnh phúc và trọn vẹn. Những thứ cảm thấy thiếu được thay thế bằng cảm giác tồn tại mạnh mẽ hơn. 3. Trải nghiệm sự hợp nhất với tất cả. Rung động của bạn càng cao, hào quang và năng lượng của bạn càng mở rộng. Bạn chiếm nhiều không gian hơn và cảm thấy những kết nối năng lượng tiềm ẩn với tất cả sự tồn tại một cách sâu sắc và sâu sắc hơn. Bạn có xu hướng cảm nhận được sự kết nối và hiểu biết rõ ràng hơn về vũ trụ xung quanh mình. 4. Cân bằng cảm xúc, tinh thần và tâm hồn. Khi năng lượng rung động thấp hơn được loại bỏ thông qua việc nâng cao rung động của bạn, cảm xúc, suy nghĩ và nhận thức tâm linh của bạn hoạt động tối ưu hơn, cả hai đều được cân bằng riêng lẻ và kết hợp với nhau. Điều này đạt được thông qua việc loại bỏ các tắc nghẽn và năng lượng tiêu cực bằng cách nâng cao độ rung động của bạn. 5. Có khả năng biểu hiện tốt hơn. Bạn có thể nhận thấy sự dồi dào và khả năng kiến tạo của mình tăng lên. Khi bạn tập trung hơn và phù hợp với mong muốn của mình, bạn có nhiều khả năng kiến tạo hơn. Nâng cao độ rung động của bạn sẽ đưa trạng thái này về trạng thái cân bằng và cung cấp tảng để quá trình kiến tạo hiệu quả hơn. 6. Kiểm soát và định hướng nhiều hơn trong cuộc sống. Bạn có thể cảm thấy kiểm soát được hướng đi của cuộc đời mình hơn và không bị phụ thuộc vào các sự kiện và hoàn cảnh xung quanh bạn. Đây là một phần của sự kiến tạo, nhưng với trọng tâm là bạn trở thành người tạo ra cuộc sống của bạn hơn là một người đứng ngoài cuộc. 7. Tăng những món quà tinh thần. Độ rung động của bạn càng cao, kết nối của bạn với các nguồn năng lượng xung quanh càng mạnh và khả năng tắc nghẽn bên trong bạn càng thấp. Điều này có nghĩa là những món quà tinh thần của bạn có xu hướng cải thiện và củng cố sự rung động của bạn càng cao. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những món quà tinh thần mới từ vũ trụ khi bạn càng nâng cao sự rung động của mình. 8. Chia sẻ tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Ý cho này là rất quan trọng trên thế giới ngay bây giờ. Bạn có thể thấy mình hạnh phúc và yêu đời hơn khi độ rung động của bạn tăng cao hơn. Những năng lượng từ bi và yêu thương vô điều kiện này truyền từ bạn đến những người xung quanh và môi trường của bạn. Đây có lẽ là một trong những điều chữa lành nhất bạn có thể làm cho những người xung quanh mình. 9. Tiếp đất tinh thần. Nền tảng tinh thần nghe có vẻ như là một lý do kỳ lạ để nâng cao sự rung động của bạn, đặc biệt là khi chúng có vẻ mâu thuẫn. Nhưng khi bạn nâng cao sự rung động của mình, bạn tăng cường kết nối của bạn với đất mẹ.
bạn cảm thấy được kết nối nhiều hơn và có cơ sở hơn khi bạn nâng cao độ rung của mình. Điều này có thể làm giảm việc suy nghĩ quá mức và cảm thấy tách biệt với cuộc sống. 10. Tự trao quyền và hỗ trợ phát triển cá nhân. Cảm thấy được trao toàn quyền có lẽ là một trong những trải nghiệm thay đổi cuộc đời khi bạn biết mình là ai và mình muốn gì. Bạn biết mình có sức mạnh như thế nào và cũng như mức độ kết nối của bạn với thế giới xung quanh. Nâng cao độ rung của bạn có thể thúc đẩy điều này. Nó cũng có thể giúp ích cho các mục tiêu phát triển cá nhân mà bạn có thể đạt được nhờ sự liên kết tinh thần và loại bỏ các năng lượng tiêu cực. Đó là những lợi ích từ việc bạn nâng cao tần số rung động của mình. Còn sau đây là 44 cách mạnh mẽ giúp bạn thay đổi và nâng cao tần số rung động của mình với bản thân bạn. 1. Thực hành lòng yêu bản thân. Yêu bản thân cho dù bạn đang ở đâu trên hành trình của mình. 2. Chọn những điều khiến bạn hạnh phúc thường xuyên nhất có thể. 3. Sống trong hiện tại. Hãy nhớ sống trong hiện tại. Điều quan trọng nhất là hiện tại, không phải quá khứ hay tương lai của bạn. 4. Chọn tình yêu. Hãy sống với trái tim rộng mở trong cuộc sống. 5. Không dính mắc vào suy nghĩ. Hãy là nhân chứng cho những suy nghĩ của bạn, dù tốt hay xấu cũng đừng để bị cuốn vào. 6. Hãy ý thức về cảm xúc của bạn. Hãy cho phép chúng vượt qua, đừng nuôi dưỡng những điều tiêu cực. 7. Tập trung vào tích cực ngày này sang ngày khác. Đừng trở nên kinh tiêu cực, chuyển trọng tâm của bạn vào những điều tích cực. 8. Bắt đầu tin tưởng, mở ra cho mình những khả năng. 9. Chọn dẹp mớ bồng bông về tinh thần và cảm xúc. Đừng để quá khứ của bạn phá hoại ngày hôm nay. 10. Hãy tôn trọng bản thân và những lựa chọn của bạn. Luôn chọn điều giúp bạn mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. 11. Thực hành biết ơn. Hãy biết ơn những gì bạn có bây giờ. 12. Cho đi. Không cần bất cứ thứ gì đổi lại. 13. Hãy tử tế và từ bi. Luôn chọn sự rung động cao hơn. 14. Học cách tha thứ. Tha thứ cho bản thân và cho người khác, vì tha thứ chính là món quà dành cho bạn. 15. Kết với cái tôi cao hơn. Luôn kết nối để được hướng dẫn và bảo vệ. Những hành động bạn nên làm. 16. Luôn mỉm cười. Nụ cười giúp thay đổi chất hóa học trong não của bạn ngay lập tức. Nó là một công cụ chọn lọc tâm trạng tốt. 17. Cười càng thường xuyên càng tốt, vì cười giúp bạn tràn đầy sinh lực và có sức mạnh để chữa lành. 18. Ngủ. Cách để cho bản thân nghỉ ngơi và nạp đủ lượng năng lượng cần thiết cho một ngày tiếp theo. 19. Tập thể dục. Vận động giúp thay đổi nguồn năng lượng trong cơ thể của bạn. Bạn có thể cảm nhận sự khác biệt cả về thể chất và tinh thần. 20. Thiền. Thiền giúp tăng sức mạnh tập trung và khai thác sức mạnh bên trong của bạn. 21. Tập yoga. Đây là hình thức kết hợp tập thể dục với thiền và thở. 22. Hình dung tưởng tượng. Hãy nhắm mắt lại, tưởng tượng ra những hình ảnh truyền sức mạnh cho bạn. 23. Thần chú, những câu mantra. Những câu thần chú, mantra cho phép sức mạnh của lời nói và âm thanh nâng cao sự rung động của bạn. 24. Khẳng định tích cực. Nghe, đọc những câu khẳng định tích cực sẽ huấn luyện bộ não của bạn để suy nghĩ theo cách bạn muốn. 25. Quan sát hơi thở. Hít thở sâu để tiếp đất, vững vàng và ổn định tâm trạng, giúp bạn sống trong hiện tại và tận hưởng trọn vẹn giây phút đang có. 26. Chăm sóc bản thân. Cho phép bản thân hưởng thụ những điều tốt đẹp như massage,
tắm rửa, nghỉ ngơi thư giãn, chữa lành cho bản thân. 27. Thực hiện hành động theo cảm hứng hoặc sáng tạo. Hãy làm những điều bạn yêu thích và bắt nhịp với dòng chảy của vũ trụ. Chú ý tới nguồn năng lượng xung quanh. 28. Môi trường của bạn. Dành thời gian cho những nơi, không gian năng lượng cao hơn là thấp như cần thiên nhiên, cần nước. 29. Sống trong không gian đẹp, sáng và dọn dẹp sạch sẽ cho ngôi nhà của bạn để có những rung cảm tốt nhất. 30. Bao quanh bạn với những người tích cực và những người hỗ trợ bạn. 31. Dành thời gian cho động vật. Gần gũi với động vật để cảm nhận tình yêu với các loài. 32. Tận hưởng thiên nhiên. Hãy dành thời gian ở ngoài trời, dưới ánh sáng mặt trời, gần cây xanh càng nhiều càng tốt. 33. Ngồi ở những nơi có nhiều nước như biển, hồ, sông, vân vân. Nước có đặc tính chữa lành và cột rửa năng lượng xấu. 34. Cần cây xanh. Cây xanh giúp cải thiện dòng chảy của năng lượng và mang lại nguồn năng lượng tốt. 35. Có được những vật có độ rung động cao như pha lê, đá năng lượng, tượng, vân vân. Chúng cũng là những thứ mang lại năng lượng tốt cho bạn. 36. Sử dụng hương liệu và tinh dầu. Hương liệu và tinh dầu là những chất cải thiện tâm trạng và cũng có đặc tính chữa lành. Chọn một phong cách sống lành mạnh. 37. Ăn uống lành mạnh. Chú ý đến chế độ ăn uống của bạn. Ăn nhiều rau xanh, các loại hạt và chất béo tốt. 38. Uống nhiều nước. Cơ thể bạn 70% là nước. Hãy luôn đảm bảo lượng nước cần thiết giúp bạn duy trì thể trạng tốt nhất. 39. Viết nhật ký. Một cách tuyệt vời và dễ dàng để kết nối và khai thác bản thân cao hơn của bạn. 40. Đọc sách và những thông tin chất lượng. Không ngừng học hỏi và phát triển. 41. Nghe nhạc tần số và nhạc tích cực. Đây là một cách dễ dàng để nhanh chóng thay đổi năng lượng của bạn. 42. Xem các chương trình chất lượng. Hãy tránh xa các phương tiện truyền thông với những tin tức tiêu cực. 43. Tắt nguồn các thiết bị công nghệ khi cần thiết. Tạm rời xa các thiết bị công nghệ bởi chúng sẽ hút năng lượng của bạn và dễ gây nghiện. 44. Thư giãn cho bản thân. Hãy dành thời gian riêng cho bản thân mình để thư giãn